Xin chào các bạn, mình là Jason Nguyễn, đang làm Senior QA tại văn phòng Shenda Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2020. Chuyên môn của tôi là quản lý sản xuất và tìm nguồn cung ứng sản xuất, làm việc với nhóm Thượng Hải và đảm bảo đơn hàng của chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng và hoàn thành vận chuyển thành công. Trung Quốc rất mạnh trong ngành dệt may. Tôi rất vinh dự khi được tham gia vào văn phòng Shenda. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc trong một công ty Trung Quốc. Tôi rất thích văn hóa công ty, tôn trọng lẫn nhau, thông cảm cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Văn phòng Shenda Việt Nam được thành lập vào năm 2018 và chủ yếu là phụ trách sản xuất các đơn hàng may mặc. Trong 4 năm qua, chúng tôi đã đạt doanh thu xuất khẩu 40 triệu USD cho các nhà máy và tạo cơ hội làm việc cho hơn 2.000 người lao động tại Việt Nam. Shenda là một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Họ có nhiều kinh nghiệm tốt trong quản lý sản xuất. Khi làm việc với nhóm, tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về sản xuất và áp dụng vào thực tiễn, đồng thời mang lại phương pháp quản lý mới, đổi mới công nghệ nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và tạo được ấn tượng tốt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Các nhà máy ở Việt Nam đánh giá cao Shenda, điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy rất là tự hào. Tôi đã bắt đầu học tiếng Trung Quốc kể từ khi bắt đầu làm việc ở Shenda và tôi đã hiểu rõ hơn về văn hóa Trung Quốc. Tôi cũng đã tổ chức một số lễ hội của Trung Quốc tại Việt Nam, đặc biệt là Tết Trung Thu. Tôi cũng ăn bánh Trung Thu để đón Tết Trung Thu cùng các em nhỏ. Sau khi gia nhập Shenda, tôi luôn mời gia đình tôi đến các nhà hàng Trung Quốc. Tôi thật sự rất là thích ăn vịt Bắc Kinh. Không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn là sự kế thừa văn hóa phi vật thể. Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời và họ quan tâm đến mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác lâu dài. Điều này sẽ giúp cho các công ty Việt Nam và Trung Quốc hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng thân thiện. Nền kinh tế của chúng ta được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm qua.